Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình Bảo Lộc phát sóng tối nay gồm những nội dung chính như sau. Trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đảng viên xã Lộc Thành. Sẽ mở lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước hệ tại chức cho cán bộ công chức tại thành phố Bảo Lộc. Học sinh Lâm Đồng tựu trường ngày 24 tháng 8. Phần cuối chương trình, mời quý vị và các bạn theo dõi bài viết Sắt son niềm tin. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng ngày 10 tháng 8, Đảng ủy xã Lộc Thành tổ chức hội nghị quán triệt, nghiên cứu học tập và triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 11, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 cho 105 đảng viên trên địa bàn. Tại hội nghị, đảng viên đã được nghe trình bày về chương trình nội dung của hội nghị Trung ương lần thứ 11 khóa 11. Trong đó đi sâu giới thiệu phân tích và làm rõ những vấn đề cơ bản và mới trong các nội dung quan trọng mà hội nghị đã thông qua như công tác nhân sự Ban chấp hành Trung ương khóa 12, số lượng và phân bổ đại biểu dự đại hội đại biểu lần thứ 12 của đảng, mô hình tổ chức chính quyền địa phương và một số vấn đề quan trọng khác. Việc học tập quán triệt giúp cán bộ đảng viên nắm vững những nội dung quan điểm cơ bản của nghị quyết, kết luận hội nghị lần thứ 11 Ban chấp hành Trung ương đảng khóa 11 để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức học tập quán triệt phổ biến nội dung đến cán bộ đảng viên, xây dựng kế hoạch chương trình hành động thực hiện nghị quyết với những nội dung thiết thực, phù hợp với chức năng nhiệm vụ và điều kiện cụ thể của địa phương. Qua đó tạo sự thống nhất cao trong đảng và sự đồng thuận trong xã hội, thực hiện thành công nghị quyết hội nghị lần thứ 11 Ban chấp hành Trung ương đảng khóa 11. Cũng sáng ngày 10 tháng 8 năm 2015, Đảng bộ thành phố tổ chức lễ trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Thiều Huy Thịnh, hiệu trưởng trường tiểu học Lộc Thành 1. Đây là phần thưởng cao quý ghi nhận những đóng góp công hiến của đồng chí Thịnh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng. Những năm qua, trải qua nhiều cương vị công tác với tư cách là một đảng viên, hiệu trưởng trường học, đồng chí đã không ngừng học tập, làm việc và cống hiến sức mình cho sự nghiệp xây dựng và phát triển của Đảng, luôn là tấm gương cho các thế hệ trẻ học tập và noi theo. Sẽ triển khai mở lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước hệ tại chức cho cán bộ công chức tại thành phố Bảo Lộc. Đó là nội dung của cuộc họp do lãnh đạo Phòng Nội vụ thành phố tổ chức vào ngày 7 tháng 8 vừa qua. Theo đó, các cơ quan đơn vị rà soát và đăng ký danh sách những cán bộ công chức viên chức chưa có chứng chỉ quản lý nhà nước hệ chuyên viên để cử tham dự lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước theo nội dung văn bản số 1723 ngày 9 tháng 7 năm 2015 của Ủy ban Nhân dân thành phố Bảo Lộc. Kinh phí bồi dưỡng 2,5 triệu đồng cho mỗi học viên một khóa. Nguồn kinh phí tạm thời được lấy từ nguồn của cơ quan đơn vị hoặc bằng nguồn kinh phí tự túc của cá nhân. Sau đó, các cơ quan đơn vị đưa vào dự toán kế hoạch kinh phí đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức năm 2016, gửi Phòng Nội vụ trình Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt. Được biết, đây là lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước đầu tiên được mở tại địa phương nhằm đáp ứng yêu cầu chuẩn hóa đội ngũ cán bộ công chức chủ chốt, cán bộ nguồn, cán bộ lãnh đạo. Thời gian học chủ yếu ngoài giờ hành chính nên vẫn đảm bảo cho cán bộ công chức giải quyết công việc tại cơ quan đơn vị. Thưa quý vị và các bạn, thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng cho biết, học sinh các cấp trong toàn tỉnh sẽ tựu trường vào ngày 24 tháng 8, chậm hơn những năm trước khoảng 20 ngày. Nguyên nhân lùi thời gian tựu trường là do năm nay, Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng phải dành thời gian để nhận đơn và tiến hành chấm phúc khảo đối với các thí sinh dự thi Trung học Phổ thông Quốc gia do Sở chủ trì. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng, thì việc lùi thời gian tựu trường không ảnh hưởng đến tiến độ học tập của học sinh và giảng dạy của giáo viên. Ngày 5 tháng 9, ngành giáo dục Lâm Đồng sẽ tiến hành khai giảng năm học mới 2015-2016. Để có kinh tế gia đình khá giả như hiện nay, gia đình ông Nguyễn Xuân Hiền đã trải qua nhiều khó khăn thách thức. Với sự chăm chỉ và ý chí không ngại vượt khó để vươn lên, ông đã phát triển thành công mô hình giống cà phê ghép, mỗi năm cung cấp ra thị trường trên 100.000 cây cà phê và nhiều loại giống cây ăn quả khác. Từ thử nghiệm cá nhân với hơn 2 hectare cà phê già cỗi đã được ông thay thế dần bằng giống cà phê chất lượng cao, mỗi năm thu nhập gần chục tấn trên 1 hectare. Khi đã thành công cho chuyển đổi cây trồng vườn nhà, ông chuyển sang nghề ươm cây giống, chủ yếu là ươm cây cà phê cao sản. Lấy tiêu chí chất lượng làm hàng đầu, uy tín ngày càng được nhiều người biết đến. Nhờ vậy, sau 3 năm, hiện nay vườn ươm của gia đình ông cung cấp ra thị trường trên 100.000 cây cà phê và nhiều loại giống cây khác như sầu riêng, bơ, mít. Trong phát triển kinh tế gia đình, thì trong suốt cái giai đoạn đầu tiên thì cũng vừa làm vườn vừa chăn nuôi. Chăn nuôi thì cũng cả gần 10 năm. Rồi sau đó thì
cái điều kiện nó chật chội quá rồi cũng gây cái ô nhiễm xung quanh nhá, thì cũng bỏ cái chăn nuôi rồi chuyển qua vườn ươm 2 năm nay. Rồi cộng với lại cái vườn cà phê thì mình cải tạo cái vườn cà phê trước thì gia đình toàn là cái vườn cà phê mà trồng giống cũ. Thì sau này chuyển qua cái giống ghép thì cái năng suất nó đảm bảo nó ổn định trong vòng cỡ 5 6 năm nay là cái năng suất nó lên xuống rất là thấp, dao động rất là ít và nó đạt cái năng suất tương đối cao. Không chỉ bán cây giống, ông Hiền còn tận tình chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn bà con nông dân cách chăm sóc ghép chồi cà phê để nâng cao hiệu quả kinh tế. Từ đó, tiếng lành đồn xa, người ta tìm đến vườn ươm của ông khá nhiều. Theo tính toán của ông, trừ chi phí đầu tư mỗi năm thu nhập gần 300 triệu đồng, đủ để ổn định cuộc sống, chăm lo cho các con ăn học và tái đầu tư mở rộng sản xuất. Đây cũng là điều kiện tốt để ông tích cực hơn trong công tác xã hội tại địa phương. Hiện nay, ông Hiền tham gia làm công tác an ninh tổ dân phố. Trong cuộc vận động đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, gia đình ông đã tiên phong đóng góp tiền của, công lao động và vận động bà con, các nhà hảo tâm giúp sức xây dựng 3 đường liên thôn với chiều dài hơn 2 km và 2 cây cầu bắc qua sông Đại Bình. Tạo điều kiện cho bà con đi lại thuận tiện, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản mỗi khi đi làm rẫy, góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển. Do vậy, nhiều năm liền, ông được Hội Nông dân các cấp công nhận là nông dân sản xuất kinh doanh giỏi và là người tích cực trong công tác xã hội tại địa phương. Ở tổ dân phố, nếu mà nói về người dân, là ông sản xuất tăng gia kinh tế của gia đình vào đạt vào dạng loại khá ở tổ dân phố. Thì về cái mặt mà kết hợp với lại tổ dân phố mà xây dựng cái hệ thống đường, rồi như cầu dây, thì là đường giao thông nông thôn, là ông rất là nhiệt tình, tích cực vận động bà con trong cái đợt làm cầu cũng như là làm đường, rồi thì phát triển kinh tế gia đình cũng như là nhân rộng cái phong trào đó để cho bà con noi theo, thì từ đó thì cuộc sống của bản thân ông, của gia đình ông và anh em, rồi cũng như bạn bè, rồi trong tổ dân phố là cũng được nhiều người là kính trọng ông là người uy tín ở trong tổ dân phố. Có thể nhận thấy từ phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi và xây dựng nông thôn mới đã từng bước làm thay đổi cuộc sống của nhiều hội viên nông dân nói riêng, làm thay đổi diện mạo đời sống nông thôn. Trong đó có gia đình hội viên nông dân Nguyễn Xuân Hiền, phường Lộc Sơn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình Bảo Lộc, phát tại website baoloconline.lamdong.vn. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 10 tháng 8, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin phường 1 đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động hội sau một năm chính thức đi vào hoạt động. Qua một năm sau khi tổ chức đại hội lần thứ nhất, đến nay Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin phường 1 đã vận động các hội viên chấp hành tốt mọi chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, ký kết các bản đăng ký gia đình chấp hành an toàn giao thông, không có gia đình nào có con nghiện hút. Hàng năm, tổng kết thi đua, 100% gia đình đẹp, gia đình văn hóa. Về vận động gây quỹ nghĩa tình đồng đội, đến nay qua vận động hội viên và các nhà hảo tâm, tổng quỹ là 24 triệu đồng. Từ nguồn quỹ này để thăm hỏi hội viên đau ốm, nằm viện và khi qua đời. Trong thời gian tới, ngoài các nhiệm vụ thường xuyên, hội còn tích cực vận động hội viên đóng góp cùng thành phố xây dựng trung tâm giải độc tại xã Đam Ri. Phường Lộc Sơn hiện có 35 hội viên được hưởng chế độ chất độc da cam dioxin. Với tinh thần tương thân tương ái, năm 2015, Hội nạn nhân da cam dioxin phường đã triển khai nhiều hoạt động, vận động hỗ trợ giúp đỡ hội viên. Nhờ sự phối hợp chặt chẽ với mặt trận, các đoàn thể và tổ chức hội, cùng với quá trình tuyên truyền vận động các tổ chức cá nhân, năm qua hội đã trao tặng các gia đình nạn nhân trong các dịp lễ Tết ốm đau và ngày kỷ niệm 10 tháng 8 số tiền trên 9 triệu đồng. Hội cũng tiếp tục khảo sát, rà soát các đối tượng, hướng dẫn làm hồ sơ cho các trường hợp đủ điều kiện. Trong năm đã làm thẻ cho 31 hội viên. Xã Lộc Châu vừa tổ chức lễ bàn giao căn nhà đại đoàn kết cho tặng gia đình ông Phan Trung Long, ngụ tại thôn 1. Ông Long thuộc diện hộ nghèo chưa có nhà ở ổn định. Căn nhà đại đoàn kết cho tặng gia đình có diện tích sử dụng 40m² với tổng số tiền 45 triệu đồng. Trong đó, Quỹ Ngày Vì Người Nghèo, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố hỗ trợ 25 triệu đồng. Còn lại do gia đình người thân đóng góp. Được biết, từ đầu năm đến nay, xã Lộc Châu đã hỗ trợ 3 gia đình hộ khó khăn chưa có nhà ở hơn 100 triệu đồng để xây dựng 3 căn nhà đại đoàn kết, giúp họ ổn định nơi ở, tiếp tục vươn lên trong đời sống.
Sáng ngày 8 tháng 8, Ủy ban Nhân dân phường 1 tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động hè năm 2015. Năm 2015, số lượng học sinh về tham gia sinh hoạt hè trên địa bàn phường 1 là hơn 1.400 em, trẻ đều ở 13 tổ dân phố. Công tác tổ chức sinh hoạt hè cho các em với nhiều nội dung vui chơi phong phú, đa dạng, xuyên suốt từ ngày 15 tháng 6 đến 30 tháng 7. Trong đó có các hoạt động như tổ chức các trò chơi dân gian, thi đấu bóng đá mini, cuộc thi tiếng hát của học trò, phân bổ sinh hoạt theo chi đoàn tổ dân phố, tổ chức lớp học bơi và tham gia các hoạt động do địa phương phát động như thắp nến, tri ân, hiến máu, nhân đạo. Theo đánh giá, hoạt động hè năm 2015 đã được phường 1 thực hiện hiệu quả, các hoạt động được tổ chức an toàn và thiết thực, với mục đích thu hút tập hợp thanh thiếu niên vào các hoạt động vui chơi giải trí lành mạnh. Qua đó định hướng cho các em chuyển đổi về nhận thức và hành động, tránh xa các tệ nạn xã hội. Sáng ngày 7 tháng 8, Ủy ban Nhân dân phường Lộc Tiến tổ chức khai mạc giải cầu lông mở rộng lần thứ 5. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trọng Tuấn đã đến dự. Diễn ra trong 3 ngày, 7, 8 và 9 tháng 8, giải lần này thu hút hơn 150 vận động viên đến từ huyện Lâm Hà, Di Linh, Đức Trọng và các vận động viên từ các câu lạc bộ Thiên Thành, Lan Anh, Bình Minh, Lộc Tiến, Lộc Phát và Định Quán tham dự giải đấu với các nội dung đơn nam nữ, đôi lãnh đạo với các độ tuổi dưới 35 tuổi, từ 35 đến 45 tuổi và trên 45 tuổi. Đây là dịp để các vận động viên giao lưu học hỏi, thắt chặt tình đoàn kết giữa các đơn vị, đồng thời đẩy mạnh hoạt động thể dục thể thao tại địa phương. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình Bảo Lộc. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù đều không sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Bảo Lộc, nhưng hơn 40 năm gắn bó với mảnh đất này, Bảo Lộc trở thành quê hương thứ hai đong đầy kỷ niệm đối với đôi vợ chồng đảng viên Nguyễn Văn Nết và Lưu Thị Thanh An. Trong câu chuyện của mình, ông Sáu Nết vẫn còn nhớ như in cái khoảng thời gian mới được đơn vị điều động sau khi thoát ly quê hương Củ Chi lên đường nhập ngũ về công tác tại chiến trường Lâm Đồng. Và đặc biệt là thời điểm từ năm 1963, khi đảng bộ thị xã Bờ Lao T29 thành lập. Khi ấy, ông là một trong những đảng viên đầu tiên, phụ trách một trong bốn địa bàn trọng yếu của T29 lúc bấy giờ. Và cũng trong khoảng thời gian công tác tại đại đội công tác 406 T29, ông đã gặp và kết duyên với người nữ pháo binh 8 tháng 3 Lưu Thị Thanh An, người con gái vùng quê Cái Lậy, Tiền Giang cùng chung chí hướng. Hòa bình lập lại, ông Nguyễn Văn Nết và bà Lưu Thị Thanh An tiếp tục chọn Bảo Lộc làm quê hương để gắn bó. Được sự tín nhiệm của tổ chức đảng và nhân dân, ông Sáu Nết lần lượt trải qua nhiều chức vụ. Ông cũng là huyện ủy viên, thường vụ huyện ủy giai đoạn từ năm 1986 đến lúc về hưu. Thì trong 53 năm là theo đảng, thì chú là có cái nhận thức được cái trách nhiệm của mình từ khi theo cách mạng. Thành ra trong cái công tác luôn luôn có trách nhiệm với đảng, với dân, với tất cả đồng đội. Bảo Lộc hôm nay đã đổi thay và phát triển rất nhiều, và sự thay đổi ấy có công sức đóng góp của bao thế hệ đảng viên. Bà Lưu Thị Thanh An, vợ của ông, cũng là một trong số những đảng viên đã không ngừng nỗ lực, cố gắng vì sự thay đổi ấy. 23 năm công tác trên các lĩnh vực, trải qua nhiều công việc, nhiệm vụ và chức vụ khác nhau như thiếu úy quân đội, hội trưởng hội phụ nữ, trưởng phòng bảo vệ bà mẹ trẻ em, phó phòng giáo dục huyện Bảo Lộc, phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra tỉnh ủy viên, phó bí thư huyện ủy kiêm chủ nhiệm ủy ban kiểm tra Bảo Lộc. Ở cương vị nào, bà cũng luôn phấn đấu và hoàn thành tốt nhiệm vụ được đảng và nhà nước giao phó. Là đảng viên từng trải qua nhiều cương vị công tác khác nhau, bà luôn tâm niệm phải luôn gương mẫu xứng đáng với sự tin tưởng của tổ chức đảng, xứng đáng với danh hiệu bộ đội cụ Hồ. Tinh thần ấy được bà cùng chồng gìn giữ suốt quá trình hoạt động cách mạng cũng như công tác. Và rất nhiều huân huy chương cao quý, bằng khen, giấy khen cũng như những kỷ vật luôn được ông bà cất giữ trang trọng, là những ghi nhận của đảng, của nhân dân đối với những đóng góp của ông bà. Đây cũng là động lực để đôi vợ chồng đảng viên tiếp tục có nhiều đóng góp cho địa phương. Có lẽ mọi người đã quá quen thuộc với hình ảnh nữ chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam miệt mài với công việc chăm lo cho con em nạn nhân da cam và trẻ em khuyết tật trên địa bàn. Bà cho biết đây là nghĩa cử, là việc làm cần thiết trước hết với những đồng chí, đồng đội đã hy sinh vì mảnh đất quê hương. Chỉ vì những lý do rất đơn giản như thế
Bà đã gắn bó với hoạt động này suốt 15 năm nay. Thì tôi thấy cái điều may mắn và những cái thành tích, những cái danh hiệu đã đạt được thì phải nói là đó là thuộc về những cái anh em đã hy sinh để cho tôi được sống và phấn đấu và có những thành tích như vậy. Và tôi đi một số nơi thì thấy là nhiều gia đình bị là chất độc da cam và có những cái hoàn cảnh rất là khó khăn, mà tôi thì còn được cái sức khỏe, cho nên là tôi cố gắng là làm một cái việc gì đó để đền ơn đáp nghĩa, mà trước hết là cho những cái anh hùng liệt sĩ, thứ hai nữa là để là đền ơn đáp nghĩa những cái đồng chí mình là không may mắn là bị nhiễm chất độc da cam, sanh ra những cái đứa con không lành lặn, thì đó là một cái nỗi đau của là toàn dân tộc Việt Nam nói chung và gần 400 anh chị em của Bảo Lộc nói riêng. Cho nên từ đó mà tôi cố gắng là phấn đấu làm thế nào đem lại một cái lợi ích tuy là nhỏ nhưng mà cũng là một cái niềm động viên lớn lao cho những anh chị em mà không may. Hơn 40 năm tình đồng chí, nghĩa vợ chồng, cùng trải qua những dấu son lịch sử, và nay dẫu tóc đã phai xương nhưng đôi vợ chồng đảng viên này vẫn một lòng sắt son niềm tin với Đảng, tiếp tục phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ, truyền thống của những đảng viên T29, cùng chung tay góp sức xây dựng quê hương Bảo Lộc trở thành trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội phía Nam tỉnh Lâm Đồng. Chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình Bảo Lộc xin được kết thúc tại đây. Để theo dõi lại nội dung chương trình, quý vị và các bạn có thể truy cập website baoloconline.lamdong.vn. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.